Con xin kính chào cả nhà. Cái câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay thì con kể cái câu chuyện vui vui. Sống ở đời, nhiều khi cái niềm vui nó đến từ cái chữ tình. Sáng sớm dậy thì có một người nhắn tin: cha ơi, cha bị bệnh gì vậy? Có thể nói đi rồi con tìm thuốc con gửi cho cha. Thì nhắn tin qua lại thì chắc có lẽ là không hiểu được nên là phải gọi điện thoại. Thì con mới kể lại cái bệnh tình của mình. Cái chuyện mà thuốc men không quan trọng, nhưng mà một cái lời hỏi thăm nó vui vui, cảm thấy mình được an ủi. Hay là ví dụ như có một người ở xa, có thể là làm rượu tỏi hay là xây ngũ cốc cho mình uống, cho mình giữ sức khỏe. Xem chừng ra là cái chữ tình nó vui, có người hỏi thăm mình. Hồi nãy đi chợ mới là vui. Đi chợ thì ghé cái tiệm bán bò, mua ít đồ. Cái được khuyến mãi một cái cây giò, không lấy, nhưng mà cái người bán không chịu, nó con biếu cha. Thì bây giờ thì không biết cái cây giò đó là bao nhiêu tiền, nửa ký chắc cũng trăm mấy ha. Nhưng mà mình thấy cái tình gói ghém của người này người kia không phải là vật chất. Ở đây con không có muốn kể về chuyện vật chất, bởi vì vật chất thì bao nhiêu cho nó đủ, và tiền thì bao nhiêu cho nó đủ cho con người. Nhưng mà rồi đâu đó trong cuộc sống con thấy vui, bình an và ham sống, thật sự ham sống. Bởi vì xung quanh mình chút chút người này người kia nâng đỡ mình. Có những người ẩn danh, hàng tháng vẫn chia sẻ để mình sống. Ẩn danh, không bao giờ khoe khoang cả. Ẩn danh, cứ giúp cho mình chút chút. Vui, thật sự là vui. Và con thấy ở sống ở trên đời có những cái tình đó nó làm cho mình thích sống, ham sống, vui sống. Bởi vì đâu đó giữa cái xã hội mà gọi là bon chen, cơm áo, gạo tiền, vẫn còn đó chút tình người, đặc biệt cái lời hỏi thăm. Chưa biết là có thuốc hay không có thuốc, nhưng mà một cái lời hỏi thăm cảm thấy an ủi. Hay là cầm cái cây chả về, thấy nó, con cũng lười ăn lắm, nhưng mà cầm cái cây chả đi đường về mình thấy nó vui vui, ít ra là cũng có người chia sẻ với mình. Thôi thì xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để chúng ta sống với nhau có cái tình, sống với nhau chia sẻ. Thì ngược lại, con cũng quan tâm người này người kia, con quan tâm tới những người nghèo, những người xung quanh. Mình nhận tay trái thì tay phải mình chuyển. Và chắc có lẽ những ai mà nhận được của con thì họ cũng vui, bởi vì qua con họ cũng nhận được cái tình. Bởi vì xác tín rằng là mình đi tu mình đâu có gì đâu, mình chẳng có gì hết á, mình toàn là nhận không à, nhận xong rồi mình cho. Mà khi nhận xong rồi cho, mình cảm thấy nó nhẹ lòng lắm. Câu chuyện cái tình á, chữ tình, kể cho cộng đoàn nghe buổi sáng bên ly cà phê, bên cái bữa ăn sáng cho nó vui ha. Sống với nhau trên đời cần lắm cái tình, nhưng mà có nhờ có những cái tình đó mà làm cho mình vui sống, mình ham sống. Có lẽ tại vì ai mà chơi với con thì biết con là cái người nhạy cảm, mà cũng chẳng phải là nhạy cảm nữa, mà là mẫn cảm lắm. Đôi khi chỉ cần là cái lời hỏi thăm thôi. Rồi có người nhắn tin: chị mới ở trong nhà chầu thánh thể ra, ngày nào chị cũng nhớ cầu nguyện cho cha. Nghe được như thế, đọc được cái dòng tin như thế là vui rồi. Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả những ai đã nhớ đến cái phần hèn nhỏ bé này.